Nghèo khổ thế đủ rồi. Ba con giáp bất ngờ được thần tài chiếu cố, đổi vận giàu sang đúng ngày rằm tháng giêng năm 2024. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày rằm tháng giêng, ngày 15 tháng giêng, ngày Mậu Ngọ. Vậy thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, nước đẩy thuyền lên, đây là những con giáp được quý nhân nâng đỡ, thần tài chiếu cố, may mắn bất ngờ ập đến trong ngày 15 tháng giêng. Xin được chúc mừng tất cả các bạn có tên dưới đây, bởi bước sang ngày 15 tháng giêng, các bạn sẽ thu về những khoản tiền lớn, sớm trở nên giàu có, đổi đời chỉ sau một đêm. Công việc thì hanh thông thuận lợi và phát triển theo cái chiều hướng tốt đẹp. Các bạn sẽ có nhiều cơ hội để vươn lên như diều gặp gió, phát tài phát lộc. Trong ngày hôm nay, các bạn sẽ dễ gặp được quý nhân, nên dù có gặp khó khăn thì cũng gì nhanh chóng giải quyết được. Chỉ cần các bạn chăm chỉ biết nắm bắt lấy cái thời vận, phát triển bản thân, đầu tư kinh doanh thì sẽ thành công ngoài mong đợi. Vậy thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Như quý vị đã biết, cái ngày 15 tháng giêng, ngày rằm tháng giêng nó sẽ rơi vào ngày Mậu Ngọ. Và con giáp may mắn đầu tiên trong ngày rằm tháng giêng không ai khác, đó chính là những người tuổi Mùi. Những người tuổi Mùi được cục diện là Ngọ Mùi là nhị hợp. Vậy nên đây sẽ là con giáp may mắn đầu tiên trong ngày rằm tháng giêng. Thưa quý vị, trong ngày Mậu Ngọ này thì những người tuổi Mùi sẽ có cơ hội kiếm tiền, nó sẽ trở nên mở rộng hơn. Nên là quý vị sẽ làm rất tốt trong công việc của mình. Công việc kinh doanh buôn bán thì cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Thậm chí những ai mà đang kinh doanh truyền thống cũng sẽ gì có được những cái may mắn nhất định. Các bạn càng biết cách thích nghi, càng tạo ra nhiều cái lợi nhuận và tạo ra cái thu nhập cao cho mình. Thêm nữa, cái chính tài nó cũng mang tới nhiều cái vận may mà hiếm khi các bạn có được. Quan trọng là các bạn có đủ khả năng nắm bắt lấy hay không mà thôi. Thậm chí có người còn được người thân mách nước mà mua được nhà và tậu thêm xe sang. Đấy. Khi mà tiền bạc có rủng rỉnh thì các bạn cũng nên cố gắng gia tăng cái số tiền của mình, chứ không nên là tiêu pha một cách hoang phí. Những cái cám dỗ của những cái món hàng giảm giá luôn khiến dễ khiến các bạn sa ngã. Những cám dỗ của những món hàng giảm giá luôn khiến các bạn dễ bị sa ngã, do đó các bạn phải thật sự tỉnh táo. Bên cạnh đó, các mối quan hệ của những người tuổi Mùi và nửa kia cũng rất là gắn bó, khăng khít, do được cục diện ngũ hành nó tương sinh, Ngọ Hỏa sinh cho Mùi Thổ. Mỗi khi mà gặp vấn đề khó khăn thì các bạn biết ai sẽ là người lắng nghe và sẵn sàng làm hậu phương của mình. Chỉ cần nghĩ về gia đình, con giáp này cũng sẽ thì cảm thấy tràn trề cái động lực. Còn với những người còn độc thân ấy, thì các bạn có cái nhìn khá là tích cực về cái chuyện tình cảm. Dường như là con giáp này cũng đã sẵn sàng để lại quá khứ sau lưng và mở cửa trái tim chờ đợi một người mới đến với mình. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc và bảo vệ hạnh phúc của mình ấy, thì những người tuổi Mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay ấy, không ai khác đó chính là những người tuổi Tuất. Kính thưa quý vị, những người tuổi Tuất được cục diện ngũ hành tương sinh, Ngọ Hỏa sinh cho Tuất Thổ. Những người tuổi Tuất sẽ được tận hưởng cái bầu không khí gia đình ấm áp mỗi khi mà về đến nhà. Nói chung bản mệnh ít phải lo và phiền muộn về cái chuyện con cái hoặc là gì về chuyện gia đình. Thậm chí các bạn còn gì có được cái hạnh phúc may mắn trong thời gian này. Còn với những người độc thân ấy, thì bản thân luôn hào sảng, tự tin, giúp các bạn gây được ấn tượng rất là tốt với mọi người xung quanh, kể cả những người đã quen biết từ lâu và những người mà mới tiếp xúc lần đầu. Trong cái ngày rằm tháng giêng ấy, có thể sẽ có người chủ động ngỏ lời làm quen với các bạn. Thêm nữa, trong ngày hôm nay lại có tỷ kiên nó soi chiếu. Vậy nên con giáp này có quyết tâm thực hiện những cái mục tiêu của mình, cho dù trước mắt các bạn có đầy rẫy những khó khăn đi chăng nữa. Cái tinh thần nhiệt huyết của các bạn thậm chí có thể là truyền cho mọi người xung quanh để cả tập thể cùng cố gắng và vươn lên. Thêm nữa, trong ngày hôm nay được cục diện là gì? Dần Ngọ Tuất nó tam hợp. Vì thế mà trong cái ngày Mậu Ngọ này, những người tuổi Tuất cũng sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Công danh sự nghiệp thì nó sáng chói,
Trên đường đi thì luôn có cái sự hỗ trợ của quý nhân. Các bạn làm gì cũng sẽ được thuận lợi, hanh thông hơn. Đó. Quý nhân còn mang đến cho các bạn những cái cơ hội để kiếm tiền và làm giàu, giúp các bạn để có một cái nguồn thu nhập rủng rỉnh trong thời gian này. Vì thế, để gia tăng thêm cái thu nhập cũng như là tăng cường cái may mắn cho mình ấy, thì các bạn thời Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo trong ngày rằm tháng riêng, con giáp may mắn thứ ba không ai khác đó chính là những người tuổi Dần. Kính thưa quý vị, nói chung ấy, theo cái tử vi của 12 con giáp thì những người tuổi Dần sẽ nhanh chóng gặt hái được những cái thành công dưới cái sự thúc đẩy của cục diện tam hợp là Dần, Ngọ, Tuất. Thậm chí các bạn sẽ trở thành cái tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Các bạn luôn có thể tìm ra được cách thức mới mẻ để hoàn thành cái nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó, phương diện làm ăn thì cũng có nhiều cái dấu hiệu khởi sắc. Các bạn có những cái suy nghĩ đột phá và sẵn sàng là người dẫn đầu cho một cái trào lưu nào đó. Tất nhiên, để có thể kiếm được tiền về rủng rỉnh về tay ấy, thì cái va vấp là cái điều không thể tránh khỏi. Nhưng mà các bạn đã chuẩn bị cái tinh thần để đối diện và vượt qua nó một cách là dễ dàng hơn. Thêm nữa, trong ngày hôm nay được cục diện ngũ hành nó tương sinh, vậy nên là những người tuổi Dần ấy sẽ có cái sự hậu thuẫn của gia đình. Người thân luôn ủng hộ các bạn trong mọi cái quyết định, nhờ thế mà các bạn lại càng cảm thấy tự tin hơn. Khi mà gặp phải khó khăn thách thức thì các bạn cũng biết gì gia đình luôn sẵn sàng giúp đỡ mình. Đó. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì những người tuổi Dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 trong ngày 15 tháng 1, ngày Mậu Ngọ ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Tỵ. Kính thưa quý vị, những người tuổi Tỵ được cục diện tam hội là Tỵ, Ngọ, Mùi, nó trợ vận, nó thúc đẩy. Vậy nên những người tuổi Tỵ sẽ có nhiều cái cơ hội để gặp được quý nhân trong cái ngày hôm nay. Đối phương có thể sẽ đưa ra cho các bạn những cái lời gợi ý hữu ích. Vì thế, quý vị hãy khiêm tốn và chăm chỉ lắng nghe. Các bạn có thể tìm ra được cái hướng đi mới cho mình. Trong thời gian này thì những người làm ăn kinh doanh ấy sẽ ký kết được những cái hợp đồng béo bở, mang lại cái nguồn lợi nhuận nhanh chóng. Hơn nữa, bản mệnh và đối tác là những người mà có cùng chí hướng, nên là mọi việc nó sẽ tiến triển một cách thuận lợi, suôn sẻ, hanh thông hơn, tránh được nhiều cái tranh chấp không cần thiết. Tuy nhiên, trong thời gian này thì hỏa khí nó vượng, nó báo hiệu cái dấu hiệu về sức khỏe bản mệnh có thể là gặp phải trong ngày hôm nay. Ví dụ như nóng trong người, vì thế mà các bạn cần phải chú ý đến cái chế độ ăn uống và gì cái chế độ luyện tập thể dục thể thao một cách đều đặn. Vậy nên để tăng cường cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Tỵ hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 5 trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi Hợi. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong ngày rằm tháng riêng, ngày Mậu Ngọ này thì những người tuổi Hợi được thiên tài nó trợ mệnh. Vậy nên nó sẽ có lợi cho những người mà đã làm kế toán kinh doanh tự do hoặc là gì, làm ngân hàng hoặc những người làm nghề tay trái. Quý vị hãy suy nghĩ tích cực hơn. Đấy. Bởi khi mà gặp khó khăn ấy chính là một cái cơ hội để các bạn có thể thể hiện cái bản lĩnh của bản thân. Nếu là người làm nghề tự do thì các bạn lại gì không gặp phải quá nhiều cái khó khăn về mặt tiền bạc, thậm chí các bạn còn nhận được một khoản tiền kha khá xứng đáng với cái công sức lao động của mình bỏ ra. Cái khoản tiền này nó chính là cái động lực cho các bạn trong cái ngày mới. Tiếc rằng trong thời gian này gặp cục diện ngũ hành nó xung khắc, nó khiến cho con đường tình cảm của những người tuổi Hợi khá là ảm đạm. Những người độc thân thì mải mê với cái chuyện kiếm tiền và gây dựng cái sự nghiệp, nên là không muốn nghĩ đến cái chuyện yêu đương. Đôi khi ấy, cũng bị phụ huynh hối thúc. Nói chung trong ngày hôm nay thì dễ gây ra nhiều chuyện khiến cho bản thân mình phải đau đầu trong một khoảng thời gian dài. Vì thế, những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ vận hộ thân.
Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi. Đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo con giáp may mắn thứ 6 trong cái ngày rằm tháng riêng ấy, không ai khác đó chính là những người tuổi Thân. Thưa quý vị, những người tuổi Thân thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Nó sẽ giúp cho cái việc làm ăn kinh doanh của những người tuổi Thân trở nên dễ dàng hơn. Các mối quan hệ thì từ đó cũng được mở rộng. Nhân duyên thì tốt. Con giáp này được quý nhân tương trợ giúp đỡ, dẫn đường chỉ lối. Nên là cũng sẽ giảm bớt được vô số những cái khúc mắc hoặc là gì, phải đi đường vòng. Xong có thể là do các bạn thì tiến quá nhanh khiến cho những kẻ xấu ghen ghét, đố kỵ. Trong thời gian này, một số cái hung tinh nó cũng khiến cho con giáp này dễ bị tiểu nhân chơi xấu. Vì thế mà quý vị cần phải hết sức lưu ý về cách ứng xử của mình với mọi người xung quanh. Nói chung ấy, quý vị cần phải cẩn trọng trong từng bước đi của mình, tránh cái việc bốc đồng sốc nổi hay là chủ quan thiếu chỉn chu trong công việc. Nếu không rất dễ bị tiểu nhân lợi dụng cái sơ hở mà lấy mất cái vị trí của mình. Trong cái ngày hôm nay, ngày rằm tháng riêng ấy, thì những người tuổi Thân không cần phải quá lo lắng về cái chuyện tài lộc. Có nhiều cái cát tinh nó trợ vận, cái chuyện làm ăn buôn bán kinh doanh của những người tuổi Thân cũng tiến triển khá là tốt, tìm được nhiều cái cơ hội để phát triển, phát tài, phát lộc. Nếu mà quý vị đi đúng đường, đúng hướng mà quý nhân chỉ lối ấy, thì những người tuổi Thân có thể hoàn toàn thu được những lợi nhuận cao về tay so với cái thời gian trước đó. Ở cái thời điểm này thì cơ hội tài lộc cũng khá là nhiều. Bản mệnh nên chú ý để nắm bắt lấy cái cơ hội, không nên để cho cái thời cơ nó trôi đi một cách là vô ích hay là gì mà bản thân còn đang mù mờ về cái con đường phía trước. Nói chung ấy, bản mệnh nên là gì, năng làm việc thiện. Có thể từ đó các bạn cũng sẽ có nhiều cái cơ hội để mở rộng cái mối quan hệ của mình, có thể hợp tác thêm được với nhiều người và tăng thêm cái thu nhập cho mình. Nói chung ấy, cái quy luật cho đi là nhận lại. Quý vị hãy gì làm việc thiện với cái tâm trong sáng, không nên vì mục đích cá nhân đó, thì cũng sẽ được may mắn bội phần. Và để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những người tuổi Thân cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tí, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi, cho những người tuổi Thân. Đó là con giáp may mắn thứ 6. Quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày rằm tháng riêng. Đó. Trong ngày rằm tháng riêng thì sẽ có 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý. Đó là những tuổi sau: 1 là tuổi Mùi, 2 tuổi Tuất, 3 tuổi Dần, 4 tuổi Tỵ, 5 tuổi Hợi và 6 là những người tuổi Thân. Đây là 6 con giáp được lộc trời cho dễ có cơ hội sắm nhà tậu xe trong cái ngày rằm tháng riêng. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.